đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Thảo. Chào Minh Châu. Quý vị khán giả thân mến, cô Thảo thân mến, hè này em có một tin vui, đó là em sẽ được về quê cùng với người thân của mình. Mà nghĩ tới chuyện về quê thôi là em vui ơi là vui luôn, bởi vì em sẽ được ăn những món ăn hương đồng gió nội. Đúng rồi, mùa hè thì cây trái tốt tươi nè, nhất là về quê của Minh Châu nữa thì có thể là ra ao hồ sông rạch hay là ruộng đồng gì đó, câu cá thì nhất. Đúng rồi ha, câu cá, trời ơi, nhắc tới câu cá thì em nhớ ngay đến món cá bống. Em thích món cá bống lắm, nghĩ tới cá bống là muốn chạy về quê ngay luôn á. Nhưng mà đâu cần phải chạy về quê đâu, Minh Châu không nhớ là chương trình của chúng ta đang ở chủ đề buffet mùa hè à? Em quên mất tiêu luôn. Như vậy là quý vị khán giả ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có món cá bống kho tộ. Không phải là cá bống kho tộ mà cũng là một món ăn từ cá bống, ngon không kém gì cá bống kho tộ đâu. Đó là món cá bống chiên giòn mắm me. Để thực hiện món cá bống chiên giòn mắm me thì điều quan trọng nhất là quý vị khán giả phải chọn cá bống cho thật là tươi ngon, tốt nhất là chọn cá bống còn sống. Dạ. Chúng ta chọn con nhỏ và đều nhau, khoảng 250g cá bống đen, một trái cà bát, khế, chuối chát, một ít rau thơm và một trái chanh. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị một ít ớt băm, đậu phộng rang, me đặc, các loại gia vị thông thường và bột chiên gà giòn Aji-Quick. Đầu tiên là phần khế này nè, chúng ta chọn những cái trái thật là tươi, trái khế thiệt là đẹp, phải không Minh Châu ha? Minh Châu giúp cho cô, chúng ta sẽ cắt cái phần cuống nè, phần đuôi và chúng ta gọt cái phần sống của cái trái khế đi. Dạ. Quý vị khán giả phải chuẩn bị một tô nước và chúng ta sẽ vắt chanh vào. Em biết tại sao nè, tại vì cô Thảo không muốn cho cà bát trở thành cà đen, còn chuối chát thì trở thành chuối thâm, đúng không? Chính xác rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt cà bát nè. Khi mà cắt xong thì quý vị khán giả sẽ ngâm ngay vào trong cái phần nước có chanh như thế này. Vì khi chúng ta ngâm chanh như vậy đó thì ngoài cái tác dụng là làm trắng cái cà, nó còn ngấm vào cà, làm cho cà nó hơi có cái vị chua một chút xíu. Và đó cũng là một cái cách chúng ta muối sổi đó. Rồi, cái xong. Cảm ơn em. Phần khế thì cô cũng đã cắt xong, chuối chát chúng ta cũng cắt khoanh mỏng như thế này. Và bây giờ các nguyên liệu đã xong rồi, quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang đến phần nguyên liệu chính, đó là cá bống. Cá bống khi chúng ta mua về thì chúng ta làm cho sạch nhớt ở phía bên ngoài. Và đặc biệt là khi mua thì phải chọn cá bống còn sống. Thì như vậy khi chúng ta chế biến món ăn đó, cá bống được tạo hình nhìn thấy rất là sinh động. Và đặc biệt là khi ăn thịt sẽ ngọt và ngon hơn rất là nhiều. Cá bống này đã được làm sạch rồi, cho vào trong một cái hộp và chúng ta sẽ sử dụng bột chiên gà giòn Aji-Quick. Cô ơi, bột chiên gà giòn này là sản phẩm mới của Ajinomoto phải không cô? Không phải là sản phẩm mới đâu. Thật ra là bột chiên gà giòn Aji-Quick này cách sử dụng nó cũng giống y như là bột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick thôi. Nhưng mà nó đặc biệt một cái là với cái sản phẩm này chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các nguyên liệu khác nhau. Và chúng ta sẽ sử dụng cái lượng là khoảng nửa gói bột. Đậy nắp lại và lắc đúng không cô? Đúng rồi. Chúng ta sẽ không ướp gia vị gì vào cá nữa hết. Minh Châu thấy không? Những cái con cá bóng nó được áo đều một cái lớp bột mỏng như thế này. Dạ. Cô ơi, dầu sôi rồi. Bây giờ cô sẽ cho cá vào đây và cô thả hết phần cá này vào nha. Ở giai đoạn này quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là lúc nào lửa cũng phải lớn để cho món ăn của chúng ta sau khi hoàn tất có cái độ vàng đều và cá chín đều thì chúng ta nên chọn những cái con cá đều nhau. Dạ. Đừng có quá lớn mà cũng đừng quá nhỏ thì nó không ngon. Dạ em hiểu rồi. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ điều này là chúng ta sẽ chọn những con cá có kích thước bằng nhau nè, hơi nhỏ thôi để khi chiên sẽ giòn nè, chín đều nhau. Như vậy thì đảm bảo sẽ rất là ngon miệng. Khi cá đã vàng đều rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp và chuẩn bị để vớt hết con cá này ra nè. Sau đó chúng ta cho vào giấy thấm dầu một lần nữa. Chúng ta sẽ còn một giai đoạn nữa là chúng ta làm nước mắm me. Chúng ta sẽ cho vào trong chảo khoảng 3 muỗng nước mắm nè, 3 muỗng canh đường. Minh Châu giúp cô khuấy đều lên cho đường tan ra nha, chứ không phải bị cháy đó. Bây giờ cô sẽ cho thêm 4 muỗng canh me đặc nữa. Dạ. Và sau đó thì chúng ta cho thêm khoảng 1 muỗng canh nước nữa, khuấy đều lên. Chúng ta sẽ nấu nước mắm me đó. Thì quý vị khán giả biết không, nếu mà chúng ta nấu nước mắm me như thế này thì đường sẽ dễ tan hơn. Và đồng thời sau khi nấu xong thì nước mắm me nó sẽ có độ sánh trong, ăn sẽ thấm và đậm đà hơn rất là nhiều. Dạ em đã nhớ rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ nấu nước mắm me với đường để cho đường mau tan nè. Và nước mắm me thì có độ sánh nè và trong nè. Ôi thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon, đã bảo còn đẹp mắt nữa. Khi mà chúng ta nấu nước mắm me như thế này sôi trở lại rồi thì có thể tắt bếp được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trút ra chén Và muốn tăng cái độ sệt đó thì cô sẽ cho thêm một ít ớt băm nè. Ôi, không những tăng độ sệt đâu còn tăng màu sắc đẹp nữa. Và một ít đậu phộng rang nữa nè. Đúng rồi. Món ăn đã xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ xếp những cái con cá này ra thôi. Wow. Cuối cùng là không thể thiếu cái phần nước mắm me rất là hấp dẫn này. Cô sẽ cho vào giữa. Chắc chắn là cô sẽ cho Minh Châu thử một con cá rưới thêm một xíu nữa nè. Xong. Em cảm ơn cô ạ. Cô Thảo ơi, cá giòn đến độ mà em cũng ăn được cả xương luôn đó. Quý vị khán giả thân mến, mặc dù đây là món chiên nhưng mà khi quý vị kết hợp chung với lại các loại rau ăn kèm nè, rồi quý vị chấm với lại mắm me nè, đảm bảo là không hề bị ngán một chút nào hết. Và món ăn này đặc biệt rất đậm đà bởi vì bên ngoài có một lớp bột chiên gà giòn Aji-Quick thơm ngon, và bên cạnh đó sự kết hợp tài tình với mắm me mà cô Thảo đã nấu nữa chứ, rất là hấp dẫn. Và đặc biệt món này quý vị chỉ làm trong tích tắc là xong ngay. Buffet mùa hè. Hãy thực hiện món ăn này và chia sẻ cảm nhận về các chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Mặc dù không muốn chút nào nhưng mà cô Thảo và Minh Châu phải chia tay quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.